anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sự. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người hồi hương vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, mỗi ngày Chúa Nhật và lễ trọng, chúng ta tuyên xưng đức tin: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô sinh xuống thế làm người, và tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, và Chúa Thánh Thần là hoa quả của tình yêu Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy những ngày đầu khi tạo dựng trời đất muôn vật, thần khí Chúa bay là lạ trên mặt nước, và đó chính là thần khí sáng tạo. Khi Chúa Giêsu, xin lỗi, khi Thiên Chúa dựng nên ông Adam, Thiên Chúa đã thổi hơi và trao ban thần khí nơi con người của Adam. Thế nhưng rồi, cũng chỉ vì ghen tị, cũng chỉ vì không bằng lòng với chính mình, để rồi Adam và Eva đã bóp nghẹt cái thần khí mà Thiên Chúa trao ban cho mình, và hai ông bà đã đánh mất đi tình nghĩa giữa mình với Thiên Chúa. Như con người của chúng ta hít thở bằng khí oxy để nuôi dưỡng cái cơ thể mình, thì tâm hồn và linh hồn của chúng ta được nuôi dưỡng bằng thần khí. Thần khí được điều khiển như là gió, như là lửa, như là nước, và một sức mạnh rất lớn để hoạt động trong một con người nếu có thần khí Chúa ở cùng. Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ đến khuôn mặt của Samuel, một cậu bé rất là nhỏ. Thế nhưng rồi, chính Thiên Chúa đã sức dầu và trao ban thần khí, để rồi Samuel trở thành một con người rất mạnh mẽ. Và chắc có lẽ chúng ta nhớ đến khuôn mặt của vua David, một cậu bé tóc hoe. Thế nhưng David đã bắn chết tên Goliath khổng lồ với cái giàn đá và vài viên đá thôi, bởi vì David đã được Thiên Chúa sức dầu trên ông. Trở lại với thực tại gần nhất, một khuôn mặt thân quen của chúng ta, đó chính là khuôn mặt của Đức Trinh Nữ Maria, một thiếu nữ rất đơn sơ, một thiếu nữ rất nhỏ bé, nhưng rồi đứng trước ân huệ của Thiên Chúa, ngày Trinh Nữ bà sẽ thụ thai và bà sẽ cưu mang một đấng gọi là đấng cứu thế. Đứng trước cái hồng ân to lớn của Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta thấy mẹ Maria nói gì? Mẹ Maria nói lời xin vâng, để rồi mẹ mở cuộc đời của mẹ ra để cho thánh ý của Thiên Chúa hoàn toàn thực hiện trên đời của mẹ. Và khi mẹ đã có thần khí Chúa trong cuộc đời, chúng ta thấy
mẹ lên đường loan báo tin mừng tình yêu cho ông bà Elizabeth và Zachariah. Khi hai người gặp nhau, mẹ Maria lại một lần nữa để nói lời tán tụng: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Từ đời này tới đời kia, người ta sẽ khen tôi có phúc bởi vì có Chúa ở cùng tôi. Một khuôn mặt rất là dễ thương, một khuôn mặt rất là khiêm tốn mà chúng ta nhìn lên, mẹ Maria đã hủy đời mình ra không để cho thánh ý của Chúa cũng như thần khí của Chúa rực bóng trên cuộc đời của mẹ. Và gần nhất chúng ta nhìn thấy thánh nữ Katarina Siena, một con người nhỏ bé nhưng mà thánh nữ đã can đảm dẫn Đức Giáo Hoàng trở về với thành đô Roma sau 70 năm loạn lạc chia cắt. Và chắc có lẽ chúng ta còn nhớ đến khuôn mặt của một vị giáo hoàng rất dễ thương, một cha già, Giáo Hoàng Gioan 23. Dưới con mắt người đời, một cụ già như thế thì làm giáo hoàng làm gì được? Thế nhưng Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã mở một công đồng như là một luồng gió mới, như là một lễ thánh thần mới trong giáo hội, để làm cho giáo hội được tươi mát nhờ ơn của Chúa Thánh Thần. Và chắc có lẽ chúng ta cũng phải nên nhớ đến khuôn mặt của một Francisco, và chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho Ngài, đặc biệt trong những ngày này. Người ta đồn đại khuôn mặt của Benedicto khép lại coi như là tận thế và điều dữ sẽ xảy đến với giáo hội. Thế nhưng Thánh Thần vẫn hoạt động và hoạt động một cách mạnh mẽ nơi khuôn mặt của Đức Thánh Cha Francisco. Giữa một cuộc đời mà người ta đi tìm danh vọng, giữa một cuộc đời người ta đi tìm vật chất và quyền lực, thì Đức Thánh Cha Francisco ngược lại, Ngài sống rất đơn sơ và nghèo hèn. Một khuôn mặt mà được Chúa Thánh Thần thổi hơi sức mạnh để làm chứng cho một Đức Kitô phục sinh giữa cuộc đời. Lượt qua như thế để chúng ta thấy rằng những ai có Thánh Thần trong đời mình, dẫu rằng mình chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng nếu nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể làm được chuyện này chuyện kia, không phải do ta mà là do ơn Chúa Thánh Thần. Các môn đệ cũng như thế thôi. Khi Chúa chết, khi mà Chúa bị treo trên thập giá, các môn đệ bỏ chạy tán loạn, và mạnh mẽ nhất đó là đồng chí Phêrô. Đồng chí Phêrô đã can đảm chối thầy mình không những một lần, hai lần mà đến ba lần. Nhưng sau khi Chúa Giêsu phục sinh và qua trang tin mừng rất ngắn ngày hôm nay, chúng ta nghe Thánh Gioan thuật lại, Chúa Giêsu đã trao ban thần khí để rồi các môn đệ mạnh dạn lên đường loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh. Chúa Thánh Thần có đó, và ơn Chúa Thánh Thần đến với chúng ta trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, và đặc biệt bí tích thêm sức. Nhưng rồi nhiều khi cuộc đời của chúng ta chỉ lo cho cái thân xác 5-6-7 kg này, ăn sao cho ngon, ăn sao cho nhiều, ngủ sao cho nó nhiều để mập, mà chúng ta quên đi cái thần khí mà trao ban cho chúng ta trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Hình như chúng ta em ơn của Chúa Thánh Thần, để rồi cuộc đời của chúng ta cứ vật vã vật vờ đi tìm bán vật chất ở cuộc đời này, mà quên đi cái chuyện là mình phải nuôi dưỡng cái đời sống thần linh của mình qua đời sống cầu nguyện và gắn bó với Chúa. Nhiều khi chúng ta chỉ chăm chút cho cái thân xác mau chết của chúng ta thôi. Mặc dù chăng là được 80 phần lớn chỉ là giảm lao khốn khổ, đâu ai có thể không, đâu ai có thể lột da sống đời. Thế nhưng mà cứ phải chăm chút cho cái thân xác này làm cái gì? Vất vả quá đi, tội nghiệp. Trong khi đó cái phần linh hồn, cái phần thần khí mà Thiên Chúa trao ban, mình không để cho hoạt động. Và rồi nơi một con người, chúng ta nhìn thấy nếu mà con người nào có thần khí thật sự như hoa quả của thần khí trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, hoa quả của thần khí Galat. Thánh Phaolô nói trong thư của Ngài gửi cho giáo đoàn Galat, thần hoa quả của thần khí là gì? Hoa quả của thần khí là bình an, là hoan lạc, là bác ái, là yêu thương. Ai mà yêu thương, ai mà bình an, ai mà hoan lạc thì nơi người đó có Thánh Thần. Còn nơi người nào mà câu có, giận hờn, nói hành, nói xấu, chà đạp người khác, nơi đó không có Thánh Thần.
Bởi vì hoa quả của thần khí là hoa quả của tình yêu. Bởi vì Chúa Thánh Thần là hoa quả tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Để rồi ai đón nhận thần khí Chúa thì nhìn khuôn mặt nó dễ thương lắm. Còn ai mà không có thần khí biết lời nào, mở miệng ra mà đi nói xấu người khác, chà đạp người khác, mà mình có hơn ai đâu. Trước mặt Chúa mình vừa xấu mà vừa ác nữa. Vậy mà can đảm đi nói xấu người khác. Và người nào đi nói xấu người khác, chà đạp người khác là người đó không có thần khí. Ngày hôm nay là ngày đại lễ, ngày mừng ơn Chúa Thánh Thần, nhắc nhớ lại ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã nhận từ ngày chúng ta rửa tội. Và đặc biệt trong bí tích hết sức và lúc nào cũng vậy, thần khí vẫn hoạt động trong giáo hội, trong nơi mọi người chúng ta. Chuyện quan trọng là chúng ta có mở lòng ra để chúng ta đón nhận thần khí đó, để thần khí đó hướng dẫn và hành động trong đời ta hay không. Nếu mà có thần khí thật sự hướng dẫn trong đời ta, cuộc đời của ta sẽ nhẹ nhàng và êm ái, bình an lắm. Có khi chúng ta bị thua thiệt, có khi chúng ta bị chà đạp, nhưng chúng ta vui lắm. Như mẹ Maria, cuộc đời của mẹ Maria lên bờ xuống ruộng đau khổ lắm, nhưng mà mẹ Maria đã có Chúa Thánh Thần trong cuộc đời để rồi mẹ Maria bình an. Ngày hôm nay chúng ta trở về bên mẹ Maria, chúng ta cùng với mẹ Maria mừng lễ Chúa Thánh Thần và chúng ta xin với mẹ Maria cho chúng ta biết mở lòng ra để cho thần khí Chúa ào ạt giao giảng tràn ngập trên đời ta. Và khi có Thánh Thần ở trong đời ta, dẫu rằng sau thánh lễ này chúng ta phải đối diện với một cuộc sống cơm áo gạo tiền, dẫu rằng chúng ta phải đối diện với bệnh tật, với biết bao nhiêu cái khó khăn, nhưng có Chúa Thánh Thần ở trong đời của chúng ta sẽ mạnh dạn và chúng ta can đảm lên đường để loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh. Như ngày hôm nay Chúa Giêsu mới nói với chúng ta, cũng như Chúa nói với các môn đệ, xin Chúa thêm ơn cho mọi người chúng ta để chúng ta luôn luôn mở lòng ra để cho thần khí Chúa luôn luôn sống và luôn luôn hoạt động trên cuộc đời của mọi người chúng ta.